Sau thời gian đất nền sốt cao, thời điểm này thì thị trường bất động sản đất nền của Nghệ An đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều cá nhân trúng đấu giá đất đã không nộp tiền theo đúng thời hạn và sẵn sàng bỏ cọc. Do đó, một số địa phương phải ban hành quyết định hủy bỏ kết quả trúng đấu giá đất. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này và chúng ta cần phải làm gì để hạn chế câu chuyện cá nhân trúng đấu giá đất nhưng sẵn sàng bỏ cọc? Đây sẽ là những nội dung nổi bật sẽ được đề cập trong chuyên mục vấn đề hôm nay. Nằm sát quốc lộ 7, khu vực đấu giá đất Rộc Thung Bắc của xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu được xem là vị trí đất vàng có giá trị trên thị trường. Cuối tháng 1 năm 2022, 58 lô đất đã được tổ chức đấu giá thành công. Nhưng sau thời hạn 90 ngày, 28 lô đất trúng đấu giá đã không nộp đủ tiền theo quy định của nhà nước. Đến ngày 24 tháng 5, huyện Diễn Châu đã ban hành quyết định hủy bỏ kết quả trúng đấu giá đất, đồng nghĩa với việc thu ngân sách nhà nước đã không đảm bảo theo đúng tiến độ. Cái việc thu ngân sách cho nhà nước không đúng quy định thì cũng là ảnh hưởng đến các cái tiến độ để xây dựng các cái công trình phúc lợi của địa phương trên địa bàn nói chung. Theo quyết định 1467 của Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu, có 73 lô đất thuộc 5 xã đã bị hủy bỏ kết quả đấu giá đất. Nhà nước sẽ thu hồi số tiền đặt cọc của các cá nhân trên 15,7 tỷ đồng. Theo đại diện chính quyền huyện Diễn Châu, quyết định này là phù hợp với quy định của pháp luật. Ngay trong khi quyết định ban hành trúng đấu giá của từng cá nhân thì cũng đã ghi rõ là chậm nhất là 30 ngày là phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá và 60 ngày còn lại thì phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá còn lại. Sang ngày thứ 91 là chúng tôi có quyền hủy bỏ, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ ban hành quyết định hủy bỏ. Trước đây, tình trạng chây ỳ cố tình kéo dài thời gian nộp tiền trúng đấu giá đất đã diễn ra, nhưng chính quyền các địa phương đang có sự nương tay. Và không chỉ có huyện Diễn Châu, từ cuối năm 2021 đến nay, huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh cũng đã hủy bỏ kết quả đấu giá đối với 27 lô đất do không nộp đủ tiền theo thời hạn. Thực tế cho thấy, sau khi trúng đấu giá, người dân chỉ cần bán trao tay là có lãi. Với những cá nhân trúng một lúc hàng chục lô đất, chỉ cần bán khoảng 50% số lô là đủ bù vào số tiền đặt cọc đã bỏ ra. Những cái hộ dân trúng đấu giá tại cái thời điểm đó là giá cao. Thế nếu mà bán được liền, thì bán được những cái lô mà họ đủ lời rồi thì họ sẽ tiến hành bỏ cọc. Họ đi đầu tư chỗ khác bởi vì cái tỷ lệ tiền cọc của chúng ta rất thấp so với cái giá mà chủ trì mà số tiền trúng đấu giá. Phần lớn các lô đất trúng đấu giá thường trúng vào thời điểm sốt đất. Tuy nhiên, sau khi hệ thống ngân hàng thực hiện các chính sách siết chặt cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cơn sốt đất bắt đầu giảm. Vì vậy, tình trạng bỏ cọc đang diễn ra tại nhiều địa phương. Thì nghiên cứu xem xét cái chế tài đối với những hộ gia đình cá nhân mà trúng đấu giá rất nhiều lô trên địa bàn và có cái tỷ lệ bỏ cọc nó lớn thì cũng phải nghiên cứu cái chế tài để xem xét làm sao những cái trường hợp này nếu bỏ cọc ở một cái tỷ lệ nhất định thì sẽ không được quyền đấu giá trên cái địa bàn đó. Nhà nước cũng nên điều chỉnh cái vấn đề là hạn chế cái người đấu giá cái số lượng quá nhiều. Tất nhiên luật dân sự thì ta quy định như thế nhưng điều chỉnh cái luật ngành, luật đấu giá. Một cá nhân đấu trong một vùng quy hoạch không quá 5 lô đất là nó hợp lý. Còn nếu trường hợp cho một cá nhân mà đấu cao một dự án, cao một khu quy hoạch, đây là tạo cái điều kiện cho cái vấn đề là cá nhân lục đoạn ở thị trường trong vấn đề đấu giá tài sản. Cũng theo kiến nghị của một số địa phương, tỉnh nên tăng số tiền đặt cọc đấu giá từ 20% như hiện nay lên 30%, thậm chí là 50%. Đồng thời rút ngắn thời gian nộp 100% số tiền đấu giá, 90 ngày như hiện nay xuống còn 30 ngày. Điều này sẽ hạn chế tình trạng bỏ cọc và tăng khả năng tiếp cận sở hữu đất ở đối với những người dân có nhu cầu thực sự.